vô dụng, cút ngay cho ta vị thông cổ thần vương đi ở phía trước giống như cũng phát hiện ra vẻ hèn nhát bị ổi của những sinh linh thần tộc này vốn bố trí những người này đến là muốn bọn họ hình thành một loại uy hiếp đối với tiên sứ này nhưng bọn họ xưa nay luôn thể hiện sự hung ác, hiện giờ thực sự nhìn thấy tiên nhân, lại ai nấy giống như miệng cầu gan thỏ, khiến hắn vô cùng tức giận, quát lạnh một tiếng đuổi hết sinh linh thần tộc ở ven đường đi những sinh linh thần tộc này ai nấy giống như được đại xá, vội vàng tránh đi lại ở xa xa rụt rè nhìn về phía bên này. Ha ha, ở một vực này có không dưới 10 vạn sinh linh thần tộc, đi theo thần chủ lang bạt tinh vực, bởi vì chúng đều đã mất đi tộc địa, mà những tộc địa sinh ra chúng, nuôi dưỡng chúng đều đã bị chúng tiên đoạt đi, hoặc thành đan phủ, hoặc thành tiên khoáng rời. Thông cổ thần vương cố ý mà như vô tình giới thiệu một câu, chúng tiên không ai trả lời, bộ dạng coi như là đương nhiên. Trừ vị tiên sứ, trước lúc thần chủ triệu kiến, xin hãy nghỉ ngơi ở đây. Rất nhanh đoàn người đi vào trong tiểu tiên giới này, dừng trước một thần điện dựng trên đại địa màu đỏ sẫm, thông cổ thần vương dẫn bọn họ đi vào, đã thấy trong thần điện này không ngờ đã có mấy vị thần vương đang đợi, một nữ tử thiên kiều bá mị, chỉ là làn da có màu xanh lục, đồng tử bạc trắng, người còn lại là một nam tử vẻ mặt hung ác nham hiểm, ngồi trên ghế thái sư, mặt không biểu tình, hắn chỉ nhìn lướt một cái lúc đám người phương hành tiến vào, sau đó thì ánh mắt thắt lại, dường như có chút ngạc nhiên. Ha ha, để ta giới thiệu một chút, vị này là u ẩn trùng mẫu, chính là tộc trưởng của vệ tinh trùng tộc, cũng là loạn thế thần vương bài danh thứ hai dưới chướng thần chủ, vị này là đại đệ tử của thần chủ, cũng là thập nhất thần vương vừa tấn thăng, phong hào di dư. Thông cổ thần vương giới thiệu một đa một nữ đó, rồi mỉm cười ngồi xuống ghế thứ ba bên cạnh họ, ánh mắt nhìn lướt qua phương hành, sau đó thản nhiên cười nói. Thần chủ xưa này không gặp khách lạ, tất cả sự vụ đều là ba người chúng ta xử lý thay đế tử đừng trách, có một số vấn đề, chúng ta vẫn phải hỏi trước một chút, từ huyền tiên xóa trước đây đã nhiều lần qua lại thư từ với thần chủ, trong thư cũng nhắc tới một số điều kiện, không biết lần này đế tử tới có. Mang đến đáp án cho mấy điều kiện đó không, ánh mắt phương hành lướt qua u ẩn trùng mẫu và đại đệ tử của thần chủ, hơi dừng lại một chút rồi sau đó bật cười nói. Đương nhiên là có, tử huyền tiên xóa lệnh cho ta truyền lời với thần chủ, khi đại quân động, xin thần chủ xuất binh từ hà tinh vực cắt đứt đường lui của thiên nguyên nghịch tu tất cả vật tư đoạt được trong trận chiến thần chủ đều có thể giữ lại đại tiên giới sẽ không truy hồi những vật này nói xong tiên tướng nửa người ở phía sau từ trong tiên chu lấy ra một cái ghế cho hắn hắn cũng đỉnh đạc ngồi xuống sau đó vươn hai ngón tay ra nói điều kiện thứ hai thần chủ muốn ở đa bảo tiên hà tự lập làm đế muốn đại xích thiên ta ủng hộ điều này tiên soái không dám quyết định nhưng hắn đã đáp ứng sẽ tự mình thượng thư cho tiên đế, trần thuật lợi hại, xin tiên đế đáp ứng, hơn nữa hắn có thể cam đoan, nếu thần chủ nguyện kết minh với đại xích thiên nhất. Mạch ta, chuyện này vẫn rất có khả năng, Rất lời, hắn cười khẽ, bổ sung. Có điều hiện giờ các tiên đế đều đã phong quan, trong ngắn hạn sợ khó có câu trả lời ngay, thần chủ cũng có thể yên tâm ở lại đa bảo tiên hà, đại xích thiên nhất mạch ta có thể đảm bảo các người sẽ không bị người khác tập kích quấy rối. Nghe thấy những lời này của phương hành, ba vị thần vương ánh mắt khác nhau, không nhìn ra vui giận. Vậy điều kiện thứ ba thì sao? U ẩn trùng mẫu cao mày, đột nhiên mở miệng hỏi, phương hành trước khi đi đã nói chuyện với tiên soái biết thái độ của đại sích thiên, lúc này cũng rất nhập vai, cười nói. Điều kiện thứ ba càng đơn giản hơn, các người không cần phải nghĩ, đại sích thiên không thể tặng hỗn độn tiên viên cho các người được, thông cổ thần vương và u ẩn trùng mẫu, sắc mặt đều biến đổi, dường như có chút tức giận, Phương Hành lại ngay lập tức mỉm cười, nói. Có điều lúc trước khi Thái Hư Tiên Vương vẫn lạc, đã đánh nát Thái Hư Tiên Viên, khiến tâm huyết cả đời mình thành vô số toái phiến phân tán trong tinh vực, các người cũng có thể đi tìm. Nếu các người có thể tìm được, Đại sĩ Thiên Ta sẽ không tranh cướp với các người, về phần vấn đề khác, bất kể thành hay không thành, tiên soái đều đã viết vào trong thư, các người gọi thần chủ ra, ta chỉnh thư này cho nàng ta là được. Ha ha, đường đường là đại tiên giới, không ngờ lại khi bo như vậy thông cổ thần vương nghe đến đây sắc mặt đã rất khó coi giống như muốn phát hỏa cuối cùng vẫn cố nhịn nghiêm mặt nói với phương hành thư cứ giao cho ta ta sẽ chỉnh lên thần chủ sau khi lã nhân gia xem xong sẽ quyết định có gặp ngươi hay không phương hành nghĩ một chút rồi mỉm cười đưa thư cho hắn về lý thuyết đến hiện giờ tất cả nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành rồi cứ đợi là được mà nhiệm vụ lần này có thành hay không thành hắn cũng không để trong lòng trên thực tế trước khi tới nơi này, hắn đã biết nội dung đàm luận của tiên soái và thần chủ, theo hắn, mấy điều kiện trước đều là một số trao đổi lợi ích không đến nơi đến chốn mà thôi, chỉ có điều thứ ba mới là vật thần chủ thực sự cần, đó chính là Hỗn Độn Tiên Viên. Viên này không phải tầm thường, đó là căn cơ để thế lực tiên gia có thể sống yên, các phương chư hầu của Đại Sích Thiên mạnh mẽ bá đạo như vậy là nhờ gì? Chính là bởi vì trong tay bọn họ có Hỗn Độn Tiên Viên, có tài nguyên hơn nữa loại tài nguyên này không chỉ cần thiết cho việc tu luyện của tiên nhân, cho dù là sinh linh thần tộc, bọn họ cũng không phải là tự dưng trưởng thành lên. Cần loại tài nguyên này, thần chủ nuôi nhiều sinh linh thần tộc không có nhà để về như vậy, thậm chí là thần tộc đại quân, nhu cầu của nàng ta đối với một loại. Hỗn độn tiên viên là nhất định rất bức thiết, nhưng trong sự kiện này, tiên soái không nghĩ ngợi gì liền cự tuyệt ngay, muốn thì tự mình đi mà tìm, đại xích thiên dù là một gốc tiên dược cũng sẽ không cho người, mà nói tới hỗn độn tiên viên, tự tìm thấy khó thế nào chỉ có nơi thiên ý cường đại sinh cơ tràn đầy mới sinh ra tiên dược chân chính điều này cũng dẫn tới nơi có tiên dược nhiều nhất từ trước tới nay tất nhiên chính là tam thập tam thiên cùng với long yêu phật tam đại cổ vực tiểu tiên giới có thể sinh ra quả thực là vô cùng hiếm có mà bên trong tất cả đại vực này có quyền lên tiếng nhất đối với hỗn độn tiên dược chính là thái hư tiên vương hắn từng nghĩ tới dùng tiên lực thay thiên tâm tự mình nuôi dưỡng tiên dược vì thế cũng luyện được một mảng hỗn độn tiên viên có thể nói là mạnh nhất lớn nhất nhiều tiên dược nhất trong tam thập tam thiên. Nhưng hắn bị tiên vương các phương tập sát, trước lúc vẫn lạc thà làm ngọc vỡ cứ không làm ngói lành, đánh nát tiên viên này. Từ khi đó, toái phiến của thái hư tiên viên bay về phía các nơi trong tinh vực, hành tung khó tìm, ý tứ của tử huyền tiên soái cũng rất rõ ràng, muốn tiên viên này thì tự ngươi đi mà tìm. Tìm được thì chính là của ngươi, không tìm được thì cũng là chuyện của ngươi, ngay cả phương hành cũng cảm thấy trả lời này thật sự rất quả quyết. Trước lúc thần chủ triệu kiến, đế lưu điện hạ cứ ở đây đi. U ẩn trùng mẫu cũng đứng lên, giới thiệu đại khái một chút về quy củ của thần điện cho phương hành rồi cùng vị di dư thần vương kia cáo lui. Phương hành cũng không nói gì thêm với họ, chỉ là vị di dư thần vương kia trước khi rời đi, bình tĩnh nhìn hắn một cái, di dư thần vương cũng có cảm ứng, quay đầu lại nhìn. Hắn một cái, nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nói gì, rời khỏi dưới trướng thần chủ này cũng quả thật là binh hùng tướng mạnh cao thủ nhiều như mây lục tẩu chờ hai vị thần vương đó đi rồi mới thấp giọng than khẽ tuy trên đường tới đây sinh linh thần tộc gặp phải đều có biểu hiện nhát gan nhưng chính xác mà nói cao thủ dưới trướng thần chủ cũng khá là đáng sợ sau khi nàng ta dựng cờ nổi dậy liên hợp sinh linh thần tộc của các vực rõ ràng giành được đại thế rất nhiều người đến đầu nhập mà sinh linh thần tộc vốn chính là không thể nghĩ theo lẽ thường lực lượng huyết mạch mạnh mẽ vô song hiện giờ trong một mảng vực này khắp nơi có thể thấy được khí tức mạnh mẽ bá đạo người yếu nhất cũng có thể đánh một trận với tán tiên mà hơi mạnh một chút lại khiến người ta phải lấp nhìn so với những sinh linh thần tộc lúc trước công vào thiên nguyên thì còn cường đại hơn nhiều lộc tẩu ước đoán trong đây e là có tồn tại không kém gì đại la kim tiên về trình thể mà nói lực lượng trên tay thần chủ chắc không thua gì mười vạn tiên binh của đại xích thiên nhất mạch chẳng trách nàng ta lúc ấy khí nuốt núi sông một hơi đoạt lấy thiên nguyên phương hành cũng thầm nghĩ trong lòng thầm phỏng đoán thực lực của thần chủ lại phát hiện mình không dễ đánh giá trên trình độ nào đó mà nói tu vi và thế lực hiện tại của thần chủ đều không phải là mình có thể nhìn hết có điều nàng ta có bản sự này thiên nguyên lại có thể chống đỡ nàng ta nhiều năm như vậy nội tình cũng khá là bất phàm phương hành nghĩ tới mấy vấn đề này đột nhiên tâm tư khẽ động có cảm ứng liền bảo lộc tàu an bài cho người đóng quân rồi trở về thần cung sau khi về tới khô lâu thần cung hắn lấy ra một ngọc phù, có một đạo thần niệm bay ra, trong một đạo thần niệm này chính là thanh âm của Lệ Hồng Y. Đại sự đã truyền, trưởng lão nghiêm mạnh, đệ thập quan sắp ra, không được tự ý rời đi. Chỉ có mấy chữ vô cùng đơn giản, bởi vì ngọc phù này vốn không thể chịu tải thần niệm quá cường đại, nhưng đọc xong mấy chữ này, phương hành lại không nhịn được mà nhíu mày. Trên đường hắn đi xứ tới thần, hắn đã truyền âm cho Lệ Hồng Y, nói với nàng ta việc đại chiến sắp nổ ra, nguyên nhân cũng phức tạp, không phải phương hành có giác ngộ nằm vùng cho thiên nguyên mà là sợ người thân của mình bị cuốn vào chiến đoàn vẫn lạc một cách vô ích gửi tin tức như vậy đã là hết phận sư của mình rồi về phần lệ hồng y sau khi có được tin tức này sẽ làm như thế nào chính là chuyện của nàng ta nhưng lại bất ngờ biết được rằng các tu sĩ thiên nguyên không ngờ không có ý bỏ chạy biết rõ đang nguy trong sớm tối mà vẫn cố thủ đại bảo tiên hà đệ thập quan lại là đệ thập quan vì đệ thập quan mạng nhỏ cũng không cần sao phương hành nghe vậy trong lòng càng nôn nóng nhưng đành mặc kệ bọn họ lúc trước khi nhìn thấy đám người lệ hồng y liền nghe bọn họ từng nói bọn họ đi tới đa bảo tiên hà chính là để tìm kiếm đệ thập quan đã mất nếu có quan này bọn họ sẽ có thể lập hạ công lớn để thăng tiên danh thậm chí trong suy đoán của bọn họ một bộ phận bị thiếu trong phong thần bằng chính là ở trong đệ thập quan chỉ có điều về sau phương hành dưới cơ duyên xảo hợp lấy được độ tiên bút trong lòng đoán rằng cái gọi là một bộ phận không trọn vẹn của phong thần bằng chắc chính là bút này, không có liên quan gì tới đệ thập quan cả, hơn nữa hắn cũng đã đưa tặng tiên mệnh, giúp đám người lệnh hồng y một chuyến. Bọn họ cũng không cần thiết phải khổ tâm tìm kiếm đệ thập quan nữa, mau chóng trở về thì tốt hơn, chỉ có điều, chứ từ đạo tràng quá bức thiết đối với đệ thập quan, vẫn có rất nhiều người đóng quân ở đa bảo tiên hà. Mà lúc trước, hắn đã gửi tin tức đại quân tiên giới sắp có hành động, những người đó không ngờ vẫn không hề động đậy, quyết tâm muốn canh giữ ở đa bảo tiên hà nghe lời lệ hồng y nói dường như bọn họ đã có được tin tức xác thực đệ thập quan sắp xuất hiện tinh vực mờ mịt bóng dáng của quan tài thật không biết bọn họ từ đâu mà nắm chắc như vậy hơn nữa phương hành đoán rằng nếu thần chủ đáp ứng xuất binh hai bên bọc đánh chắc bọn họ một người cũng chạy không thoát đến lúc đó cho dù lấy được đệ thập quan thì có tác dụng gì mấy vấn đề này thực sự khiến phương hành đau đầu vô cùng trong lòng hắn rất chán ghét trưởng lão sau lưng chư tử đạo tràng ghi hận bọn họ lúc trước gạch tên mình, có lòng muốn người nhìn họ chết, vì đại quân tiên giới và đại quân thần tộc giảo sát, nhưng dù sao bằng hữu, huynh đệ của mình khi ở thiên nguyên đều là thủ. Hạ của bọn họ, mình sao có thể trơ mắt nhìn bọn họ chết trong đại chiến. Trước tiên cứ giữ thân đừng chết, rơi vào đường cùng, phương hành cũng chỉ có thể truyền một đạo thần niệm này tới, sau đó thì thấp giọng thở dài. Dưới loại cục diện này, hắn cũng không làm được gì, chỉ có thể nói những gì mình biết cho lệ hồng y. Nếu những người đó thật sự cố ý muốn đợi, vậy thì kệ họ đi, huynh đệ nhà mình cứ giữ được mạng là tốt nhất. Phương Hành, tiểu Phương Hành, ngươi mau đến xem đi, tiểu cổ nhi tỉnh rồi. Khi Phương Hành đang ngưng thần suy nghĩ, bỗng nhiên phía sau thần điện, xin nhi tiên tử hưng phấn chạy tới, lớn tiếng gọi hắn. Bên trong đại tiên giới này, Phương Hành tất nhiên mượn thân phận của đế lưu, gọi người hoặc gọi là điện hạ, hoặc gọi là đạo chủ, không khách khí nhất cũng gọi hắn một tiếng đế lưu, lại chỉ có xin nhi là khác lúc trước khi phương hành mới quen nàng ta dùng thật làm giả nói mình tên là phương hành về sau thân phận bị vạch trần xin nhi tất nhiên cho rằng tên phương hành là giả nhưng cũng không biết là ngại gì nàng ta vẫn không sửa miệng đối mặt với vị đế tử này vẫn cứ gọi phương hành phương hành nàng ta lúc này chắc cũng không ngờ rằng phương hành này ngược lại đúng là phương hành cuối cùng cũng tỉnh rồi à phương hành nghe vậy trong lòng cũng hơi kinh ngạc bước nhanh vào hậu điện Tiểu manh nữ từ lúc được thanh tà tiên vương thức tỉnh, sau khi mượn thân của nàng ta đánh một trận, liền thủy chung mê man bất tỉnh, phương hành đã kiểm tra cho nàng ta, nhưng cũng không tra ra được vấn đề gì, chỉ có thể nói là trong trận đánh đó, nàng ta hao tổn căn nguyên quá lớn, sau khi cho nàng ta một phiên thiên. Gia đan, liền lặng lặng chờ nàng ta tỉnh lại, mà chờ một cái không ngờ đã mấy tháng trôi qua, hiện giờ mới chịu tỉnh lại. Phương, Phương đại gia. Lúc này tiểu manh nữ đã ngồi dậy, Hai mắt vô thần, hai tay quơ quơ, theo bản năng tìm kiếm gì đó. Sau khi tỉnh lại liền lập tức gọi mình, cũng khiến Phương Hành cảm thấy có chút đắc ý, xem ra này nha đầu vẫn rất tín nhiệm mình. Hả, sao thế, hai mắt vẫn không thấy gì à, ngồi bên giường, nắm tay tiểu manh nữ, Phương Hành không nhịn được lại cong mày. Lúc này nhìn một cái liền thấy tiểu manh nữ vẫn là hai mắt trống rỗng vô thần, không có chút quang mang nào, giống như trước đây. Điều này không chỉ khiến Phương Hành cảm thấy có chút nghi hoặc, từ rất sớm hắn đã biết, tiểu manh nữ không nhìn thấy gì chính là bởi vì trong thức hải của nàng ta có một phong ấn lợi hại, nhưng về sau, thanh tà tiên vương thức tỉnh, một bút phong thiên, phong ấn đó cũng đã mở rồi mấy đúng, theo suy đoán của Phương Hành. Tiểu manh nữ sau khi tỉnh lại chắc có thể hồi phục thị lực mới đúng, nhưng hiện giờ không ngờ tiểu manh nữ chẳng những không có dấu vết hồi phục thị lực, từ một thân khí cơ cho thấy, dường như còn hư nhược hơn. Ở đây, ở đây, Ngươi đang gọi hồn à? Phương Hành cũng chẳng biết nói lời hay, cười mắng tiểu manh nữ một câu, Trấn An cảm xúc đang có chút hoang mang của nàng ta. Bị Phương Hành nắm tay, bộ dạng đang hoang mang của cũng hơi ổn định lại, nhẹ nhàng thở hắt ra mấy hơi, hai mắt vô thần hướng về phía nơi thanh âm phát ra, chỉ thấy mặt nàng ta tái nhợt, lấm tấm mồ hôi, môi lại tím tái, dường như vẫn đang hơi run rẩy, lộ ra vẻ vừa sợ hãi vừa suy yếu, qua một lúc mới nói ta vừa rồi dường như đã trải qua một giấc mộng dài. Không phải chứ, mơ một cái cả hơn nửa năm, Phương Hành bật cười, vỗ vỗ đầu tiểu manh nữ. Mơ gì mà sợ thành thế này, xin nhi ở bên cạnh cao mày. Ôi, người vỗ ít thôi, vỗ nhiều làm người ta chóng váng đó, Phương Hành lườm nàng ta một cái. Người không bị vỗ mà vẫn ngốc đó thôi. Người đã vỗ đâu, đi lấy chút đan dược cho nàng ta bồi bổ thân thể đi. Vâng, đuổi được xin nhi lắm miệng đi, phương hành cúi đầu nhìn tiểu manh nữ. Người vừa rồi mơ gì, tiểu manh nữ vẫn còn sợ hãi, nắm chát tay phương hành. Ta cũng không biết đó có phải là mơ hay là sự thật, ta dường như nhớ lại một số chuyện trước kia, ta chỉ nhớ là ta ở một nơi không có ánh sáng, không có không gian, ở rất nhiều năm, ta ở đó không nghĩ gì cả, chỉ có một mình, nhưng rất thoải mái phương hành nghe vậy liền giật mình đây là cảm giác giống như trong bụng mẹ à nhưng rất nhanh lời nói tiếp theo của tiểu manh nữ lại khiến hắn hơi biến sắc ta ở nơi đó bao năm cũng không rõ đó là một thời gian rất dài rất dài ít nhất cũng phải mấy chục vạn năm có lẽ còn lâu hơn sau đó sau đó cũng không biết vì sao ta liền rời khỏi địa phương đó mang thai mấy chục vạn năm là giống loài gì thế phương hành lập tức phủ định suy nghĩ lúc trước của mình vẻ mặt cũng có chút nghiêm túc rời khỏi nơi đó ta cũng không biết nói như vậy có đúng hay không giống như chỉ có một nửa của ta ly khai ta còn có cảm giác nhìn thấy một thế giới hoa mỹ nhưng thế giới này không có ai khác chỉ có mình ta ta lại ở nơi đó mấy chục vạn năm bên cạnh một người cũng không có ta chỉ cảm thấy vô cùng cô độc vô cùng vô cùng cô độc đây rốt cuộc là ảo giác hay là sự thật mày phương hành đã nhíu chặt trong lòng là một mảng hỗn loạn về sau ta không cô độc nữa ta gặp được người tiểu manh nữ chậm rãi kể lại thanh âm dần dần trở nên bình tĩnh chỉ là trong ánh mắt trống rỗng lại càng trống rỗng hơn ta cũng không biết là gặp được ai nhưng hắn là sinh linh nào đó lúc ấy ta rất vui vẻ rất muốn thân cận với hắn hắn nhìn thấy ta cũng rất vui ta có thể cảm giác được sự vui sướng của hắn ta cho rằng mình cuối cùng cũng có thể thoát khỏi sự cô tịch này, nhưng ta không ngờ, chuyện xảy ra về sau càng đáng. Sợ hơn, hắn, hắn dẫn ta về, sau đó hắn bắt đầu không ngừng cắt lấy từng bộ phận trên người ta, ném các bộ phận của ta và cả thần thức vào trong lò đan, ném vào nham thạch nóng chảy, ném vào bát sắt cực lớn, vừa kể, thân thể của nàng ta lại trở nên run run. Về sau thì sao? Phương hành cầm tay nàng ta, vuốt vai đầu nàng ta. Về sau, lại có nhiều người hơn xuất hiện. Tiểu manh nữ thấp giọng kể lại, bọn họ đều đang tanh cấp ta, rất nhiều người đang chém giết, đang liều mạng để đoạt lấy ta rồi sau đó giấu ta đi, lại tiếp tục làm thương tổn tới ta. Nhưng rất nhanh bọn họ lại sẽ bị những người khác tìm được, lại chém giết. khi đó cũng không biết trải qua bao lâu, cũng không biết người ở cùng ta đòi hết bao nhiêu người. Ta chỉ nhớ trong khoảng cách đó bên cạnh ta đều là các loại người đang chém giết, đang liều mạng. Ta rất sợ ta cũng không muốn thấy nhiều người như vậy phải chết ta rõ ràng cảm giác được trên người bọn họ đều có rất nhiều thọ nguyên nhưng bọn họ lại cứ muốn không ngừng chém bớt thọ nguyên sau đó thì sao sau đó ta gặp một người thanh âm của tiểu manh nữ có chút bình tĩnh cũng trở nên nhu hòa ta cảm giác được hắn là một người tốt hắn từ trong tay một người đoạt được ta sau đó đưa ta tới một nơi rất rộng rất đẹp bắt đầu khi đó ta liền ở đó người đó cũng khác với những người khác Hắn không làm tổn thương tới ta, ngược lại còn chiếu cố ta rất tốt, ta khi đó đã hư nhược lắm rồi, nhưng dưới sự chiếu cố của hắn, ta lại trở nên rất khỏe, thậm chí còn khỏe hơn trước kia, ta rất thích nơi đó, bởi vì ở đó, ta có thể cảm giác được rất nhiều người có chút tương tự với ta, chúng ta ở chung với nhau rất tốt. Rồi sau đó, Phương Hành càng nghe, trong lòng càng hoảng sợ. Rồi sau đó, tiểu manh nữ không ngờ trở nên nức nở, rồi sau đó. Ta cũng không biết trải qua bao lâu, hai ngàn năm, hoặc là ba ngàn năm, sau đó, sau đó liền lại có người đến, bọn họ lại muốn cướp chúng ta, sau đó thì bọn họ đánh nhau, người chiếu cố chúng ta rất phẫn nộ, hắn cũng lộ ra vẻ rất điên cuồng, ta chưa bao giờ thấy bộ dạng đó của hắn. Hắn không ngờ cũng làm thương tổn chúng ta, rất nhiều người bị hắn đánh chết, ta có thể cảm giác được, hắn lúc ấy cũng muốn thương tổn tới ta, nhưng hắn không đỡ, hắn đã giơ tay lên, nhưng cuối cùng lại vỗ vào nơi rất đẹp kia sau đó thì thiên địa rách ra, nơi rất đẹp đó hóa thành vô số toái phiến. Cuối cùng thì sao? Phương Hành càng nghe càng hăng say, vội vàng hỏi, tiểu manh nữ lại có chút ngẩn ngơ, qua một lúc mới nói. Chuyện về sao thì ta không nhớ nữa. Ai, à, Phương Hành nghe mà giờ khóc giờ cười, gõ lên đầu tiểu manh nữ. Kể cố sự cũng không xong, thế không phải đáng giận à? Tiểu manh nữ bị gõ một cái, cũng cảm thấy có chút ủy khuất, cảm xúc chưa phục hồi, cúi đầu không nói gì, mà Phương Hành cũng vô cùng hoài nghi, cao mày, quan sát nha đầu này từ trên xuống dưới, trong lòng xuất hiện rất nhiều suy đoán, lại không biết cái nào thì đáng tin hơn. Cho tới bây giờ, hắn cũng không biết những gì tiểu manh nữ vừa nói vớt cuộc là ký ức thật hay là một giấc mộng lạ. Nếu là mộng lạ thì cũng thôi, nếu là thật thì lai lịch của tiểu nha đầu này chỉ sợ không đơn giản như những gì mà đám người quan phi hương nói, chỉ là một người qua đường được thanh tà Tiên Vương tùy ý lựa chọn chắc cũng là tồn tại rất có lai lịch, suy đoán như vậy cũng là hợp lý, dù sao độ tiên bút cũng Là trí bảo thế gian, có thể phong ấn tại ở trong đầu nàng ta vốn đã là một chuyện lạ rồi, phải biết rằng, phương hành hiện giờ cũng phải dùng thức giới to như vậy để trấn áp bút đó. Phương, phương đại gia, ta, ta muốn xin ngươi một chuyện. Phương hành đang suy ngẫm thì tiểu manh nữ bỗng nhiên lấy hết dũng khí, nhỏ giọng nói. Xin ta một chuyện. Phương Hành nhíu mày, nói: "Trước tiên phải nói cho ta nghe đã." Tiểu manh nữ dường như cũng đang do dự, qua rất lâu nàng ta mới nói nhỏ: "Ta ở trong giấc mộng đó, chỉ có thời gian rất ngắn được ở nơi rất lớn rất đẹp đó, những lúc khác thì không phải trải qua đủ loại chém giết thì cũng 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 trải qua cô tịch rất dài. Ta cũng không biết đó là thật hay là mơ, nhưng ta vẫn muốn cầu ngươi một chuyện, ta muốn trở lại nơi rất lớn rất đẹp kia." Phương đại gia ta xin người hãy đáp ứng đưa ta về đi phương hành nhíu chặt mày qua một lúc mới nói ta cũng không biết nơi đó là ở đâu tiểu manh nữ có chút không biết phải trả lời thế nào trầm mặc một hồi nói nhỏ ừ ta biết rồi phương hành cười hì hì nói có điều nếu ngươi có thể nhớ lại cẩn thận thì dù là chân trời góc biển ta cũng sẽ tìm được cho ngươi dứt lời rất là đắc ý chờ phản ứng kinh hỉ của tiểu manh nữ cũng không ngờ đợi một lúc nàng ta không hề động đậy phương hành thấy khác lạ chậm rãi vươn tay ra vừa chạm vào người nàng ta lập tức biến sắc lúc này hắn bất chấp tất cả vươn tay ra vạch vạt áo tiểu nha đầu này ra nhìn lên người nàng ta sắc mặt lại lập tức biến đổi người người đang làm gì thế phía sau vang lên một tiếng thét kinh hãi xin nhi ngơ ngác đứng ở cửa đại điện tới đây xem đi phương hành cũng không giải thích nhiều vội vàng gọi nàng ta tới dì nhi sau khi ngẩn ra một thoáng thì vội vàng chạy tới khi ánh mắt nàng ta dừng ở trên vai tiểu manh nữ cũng không khỏi ngây người tiểu manh nữ lúc này càng người nóng hầm hập nhưng càng đáng sợ hơn là da thịt của nàng ta không ngờ đã biến đổi vốn là thân thể máu thịt rất chân thật nhưng vào lúc này lại trở nên vô cùng thô giáp mờ mịt không ánh sáng không hề có sinh cơ loại cảm giác đó không ngờ giống như vỏ cây đang chết héo vậy phương hành nhìn thấy một màn này trong lòng khiếp sợ dĩ nhiên không kiềm chế được đột nhiên hắn hạ quyết tâm thuận tay với xuống một thanh bảo kiếm treo ở trên vách tường trong thần điện sau đó rút kiếm ra khỏi vỏ cắt ra một lỗ hỏng thật sâu trên người tiểu manh nữ không có máu da tiểu manh nữ bị cắt xuống không ngờ chảy ra một vết máu nào chỗ da thịt rơi xuống giống như là vụn gỗ lại giống như kim thạch bên trong rõ ràng giống như là gỗ mục nàng ta sao lại thế này xin nhi giật mình kêu lên chẳng lẽ nàng ta Nàng ta là sinh linh thần tộc. Nếu như vậy thì đơn giản quá. Phương Hành sầm mặt, trầm giọng nói, sau đó nhấc kiếm lên, lại cắt một cái lên cánh tay phải của tiểu manh nữ. Lúc này đã có máu tươi xuống, tiểu manh nữ đang hôn mê cũng đau tới nhíu mày. Nửa người nửa gỗ, chẳng lẽ nàng ta là bị nguyền rủa? Xin nhi sợ tới cả người run rẩy. Ta từng thấy một loại nguyền rủa ác độc, có thể hóa người thành gỗ mục quả thật có thể xem như một loại nguyền rủa nhưng không phải hóa người thành gỗ mục phương hành nhíu mày một lúc sau mới lạnh giọng nói nàng ta chỉ sợ là là bị nguyền ruột từ gỗ hóa thành người lúc này thấy dị trạng xuất hiện trên người tiểu manh nữ lại nghĩ tới kinh lịch nàng ta trải qua trong mộng sao có thể không đoán ra được một số chuyện gì đó lại tra xét huyết mạch trong cơ thể nàng ta phương hành trong lòng đã có tính toán tay áo phớt một cái trên mặt đất một dãy bình liền xuất hiện Si Nhi nhận ra, chính là mấy bình phương hành dùng để cất ngộ đạo tiên dược. Chỉ thấy phương hành ngón tay búng một cái, liền mở cái bình thứ nhất ra, bên trong không ngờ chính là thái cổ ngọc xương trắng nõn như ngọc, hắn cau mày, cân nhắc một lát, liền thò tay vào bình lấy ra một ít ngọc xương, sau đó quệt vào miệng tiểu manh nữ, hành động này lại dọa cho Si Nhi nhảy dựng, hô lên thất thanh. Lại vội vàng bị chặt miệng, nàng ta không phải là sót ruột thái cổ ngọc xương vô giá đó, mà là lo lắng tiểu manh nữ không chịu được dược tính, ngọc xương đó chính là ngộ đạo tiên dược tiên nhân mới có thể dùng mượn cái này để cảm ngộ thiên địa pháp tác phàm nhân bình thường sao có thể chịu được trước đây phương hành cho nàng ta chút ngộ đạo trà đó đều là trên cơ sở giống như nấu cháo bột ít nhất cũng không pha loãng ra một trăm lần nàng ta mới dám uống nhưng hiện giờ phương hành lại trực tiếp quệt lên miệng nàng ta sự tính cỡ này e là ngay cả mình cũng không chịu nổi nhưng ngoài dự đoán mọi người là thái cổ ngọc xương vào miệng tiểu manh nữ không ngờ cứ như vậy chậm rãi hòa tan hoàn toàn tan vào trong thân thể gầy yếu của nàng ta. Cũng ngay sau khi Ngọc xương vừa vào miệng, nhục thân đang đỏ bừng của nàng ta chậm rãi giảm đi một chút, cho dù ngay cả da thịt lộ ra chất gỗ đó. Cũng ánh ra mỏng máu, hơi thở bình ổn, lại ngủ thiếp đi. Ha ha, lai lịch của nhà đầu này quả nhiên bất phàm, phương hành sầm mắt, nhìn tưởng manh nữ hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt cổ quái. Nàng ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì, xin nhìn nhỏ giọng hỏi sắc mặt dị thường cổ quái, phương hành lạnh lùng nói. Lúc trước thanh tà tiên vương lệnh cho ta đưa nàng ta về thiên nguyên, ta chỉ vì cái bút đó liền đánh bạo nhận lời, nhưng hiện tại xem ra, thì ra quan trọng không chỉ là cái bút đó mà còn có nhà đầu này nữa. Nàng ta rốt của bản nguyên là gì, ta cũng không trà xét ra được, nhưng ta có thể cảm giác được, bộ dạng hiện giờ của nàng ta căn bản chính là bị một vị đại thần thông giả dùng tiên lực huyện hóa ra, hiện giờ tiên lực đó đang mất đi, năng lực ngụy trang liền tự yếu đi, để lộ ra căn nguyên của nàng ta. Nhưng tiên lực mất đi cũng khiến nàng ta mất đi sự che chở, nếu không tìm được biện pháp giúp nàng ta, Nhà đầu này vào lúc tiên lực mất đi sẽ hóa thành một khúc gỗ mục. Vậy ngươi mau cứu nàng ta đi, Xi nhi hoảng sợ, vội vàng kéo tay áo phương hành. Cứ thế nào, phương hành nhíu mày, nhìn nàng ta, nói. Ngay cả ngộ đạo tiên dược cũng chỉ có thể làm chậm sự hủ hóa của nàng ta, Bổ sung tiên khí đang sói mòn trong cơ thể nàng ta, ta rất khó tưởng tượng, rốt cuộc có phương pháp gì có thể cứu được nàng ta, thậm chí là nói. Cho tới bây giờ, ta vẫn không nhìn ra được bản chất của nàng ta, lại không thể đúng bệnh hốt thuốc, mẹ nó, đại tiên giới các ngươi, chuyện cổ quái ngạc nhiên thật đúng là nhiều quá. xin Nhi tuy lười tu hành, nhưng những đạo lý này vẫn biết, nghe vậy lập tức có chút không nói nên lời. Không, đừng đang căm tức thì tiểu manh nữ ở trên giường đang hoảng sợ thì thầm, quay đầu lại nhìn, liền thấy nha đầu này vẫn đang trong trạng thái hôn mê, nhưng mặt đầy vẻ sợ hãi, giống như đang gặp ác mộng, trong miệng liên tục nói: "Đừng, đừng chạm ta, đừng thương tổn ta. Ta, ta chỉ muốn ở lại đây, đừng chặt rứt ra, đừng mở đầu ta ra, van cầu ngươi, ta van cầu ngươi, van cầu ngươi thả ra đi, van cầu ngươi, đừng làm ta thành cái hộp, ta chỉ muốn ở đây thôi." phương hành ngồi xuống cạnh nàng ta trầm giọng hỏi ngươi có phải là nhớ lại gì không tiểu manh nữ lúc này vẫn đang ngủ mơ nhưng nghe thấy thanh âm của phương hành tay đột nhiên nắm chặt lấy tay phương hành theo bản năng kêu lên phương đại gia phương đại gia cứu ta ta sợ ta sợ nàng ta nàng ta nàng ta rốt cuộc đã trải qua chuyện gì không ngờ sợ hãi tới vậy như nhìn, nhìn một màn này đã kinh ngạc tới không nói thành lời. Được rồi, đừng sợ nữa, đại gia bảo vệ ngươi, phương ngành nhón một ít tam sinh trà, sau đó cẩn miệng tiểu manh nữ nhét vào lưỡi nàng ta, sau đó thở dài nói. Tiểu manh nữ, coi như ngươi gặp may, gặp được phương đại gia của ngươi, đụng phải đại phiền toái như ngươi, chắc là chẳng ai muốn quản ngươi đâu, nhưng phương đại gia ta sẽ quản, chỉ vì hai chén cháo lúc mới gặp, phương đại gia khẳng định sẽ không để ngươi phải chịu ủy khuất không biết là bởi vì lời nói của hắn hay là tinh thần của tiểu manh nữ lại rơi vào hôn mê sâu, vẻ hoảng sợ trên mặt cuối cùng cũng từ từ vơi đi. Mười lá tam sinh chả còn lại ngươi cứ cầm lại, ở lại bên cạnh nha đầu này, nếu nhục thân của nàng ta lại có dấu hiệu hủ hóa thì cho nàng ta một miếng, tạm thời giúp nàng giữ mạng, hiện tại cũng tạm thời chỉ có thể như vậy thôi, chờ ta nghĩ biện pháp cứu nàng ta. Phương hành dặn dò xin nhi nha đầu, cao mày rời khỏi khô lâu thần cung, chuyện này thực sự khiến hắn có chút lo lắng, chưa từng ngờ rằng, vấn đề tiểu manh nữ gặp phải lại nghiêm trọng như vậy, có điều nếu đã đụng phải loại chuyện này, vậy cũng chỉ có một tay tiếp lấy, không thể bỏ mặc được. Về tới thần điện mà thần minh chuẩn bị cho bọn họ, trong lòng phương hành vẫn suy nghĩ về chuyện này, liền thấy lộc tẩu và văn tiên sinh vội vàng đi tới, trên mặt đều lộ ra vẻ khó hiểu, thấp giọng nói với phương hành. Vừa rồi chỗ thần tiêu cung có người đến, nghe nói thư của tiên soái đã được giao cho thần chủ rồi, khiến nàng ta nổi trận lôi đình, xem ra nàng ta rất không hài lòng với điều kiện của thần tiêu cung đưa ra vừa không đáp ứng việc kết minh vừa không nhanh chóng cự tuyệt nhiệm vụ lần này e là không đơn giản như ngoài mặt đâu tiên soái không phải nói đã bàn ổn thỏa rồi sao ai nấy đều cổ cổ quái quái trong hồ lô lốt cuộc bán thuốc gì phương hành vốn đã phiền lòng nào có tâm tư nghĩ tới mấy chuyện này chỉ hơi suy nghĩ một chút rồi đi ra ngoài trực tiếp đi gặp nàng ta là được đế tử đừng nóng vội thần chủ vẫn chưa quyết định, xin đế tử kiên nhẫn chờ thêm mấy ngày rồi lại đến bái kiến. Khi Phương Hành quyết định đi gặp thần chủ, chính miệng nói một số việc, cũng rất bất ngờ lại một lần nữa bị cự tuyệt, thông cổ thần vương mặt cười khổ, cố nhẫn nại khuyên hắn chờ thêm mấy ngày, chỉ nói thần chủ chưa triệu kiến, lúc này đi gặp sợ là không đúng thời cơ. Nếu ta gặp thần chủ, tất nhiên có biện pháp thuyết phục nàng ta, trong lòng Phương Hành đã có chủ ý của mình, tất nhiên lười chẳng muốn tiếp tục kéo dài thời gian ở đây. Ai, à, đế tử hay là tha cho chúng ta đi, thần chủ không nói, không ai dám dẫn ngươi đi cả. Nằm ngoài dự kiến của phương hành, vị thông cổ thần vương này không ngờ vẫn bất vi sở động, cười khổ khuyên hắn. Thấy bộ dạng của thông cổ thần vương, phương hành cũng cuối cùng cảm nhận được sự uy nghiêm của thần chủ ở thân tộc sinh linh, nàng ta nói không gặp, những thần vương này không ai dám khuyên nàng ta cả, chỉ đợi nàng ta nguyện ý triệu kiến phương hành, vậy hắn mới có thể đi bái kiến, chỉ là điều kiện đại xích thiền nhất mạch đưa ra dường như quả thật đã chọc giận thần chủ, bởi vậy nàng ta ngay cả vị đại xích thiên tiên sứ phương hành này cũng không có hứng thú gặp. Có điều cũng may, thần chủ tuy bất mãn, nhưng cũng không bởi vậy mà hoàn toàn cự tuyệt, vẫn đang ra lệnh cho thủ hạ dùng lễ đối đãi, dường như vẫn khó có thể đưa ra quyết định, chỉ có thể chờ nàng ta trong lòng có tính toán lại sẽ triệu kiến phương hành, như vậy lại khổ cho phương hành rồi, không gặp được thần chủ. Lại không có câu trả lời chính xác, hắn không thể rời đi phục mệnh, hơn nữa trong lòng hắn quả thật muốn gặp thần chủ một lần, cục diện hiện giờ cũng chỉ đành nhẫn nại đợi thêm mấy ngày, chỉ có điều, ngay cả Phương Hành cũng không ngờ là chờ một cái liền mất nửa tháng. Thần chủ không ngờ vẫn không chịu kiến hắn, hắn mấy lần không chịu nổi, đề xuất chủ động đi bái kiến, còn nói nếu chọc giận thần chủ, mình sẽ gánh tất cả trách nhiệm, sẽ không để ảnh hưởng tới ai, nhưng những thần vương đó không dám đáp ứng, chỉ bảo hắn ở trong thần điện kiên nhẫn chờ đợi, chờ tới khi Phương Hành nóng lòng như. Lửa đốt thậm chí có một lần hắn cường hành muốn xông vào thần tiêu cung nhưng dù sao nơi này cũng là nơi ở của sinh linh thần tộc phòng ngự vô cùng xâm nghiêm vừa ra ngoài liền bị một đám sinh linh thần tộc ngăn cản ép phải quay về hơn nữa mấy ngày ban đầu mấy vị thần vương đó còn thường xuyên tới gặp hắn nói mấy câu nhưng sau mấy ngày cho dù là thần vương cũng không tới liên tục mấy ngày không thể gặp bất kỳ ai bên cạnh thần chủ đường đường là đại xích thiên tiên sứ lại giống bị bỏ quên vậy cuộc diện này rất không đúng chẳng lẽ thần tộc không có hỏi ý với đại xích thiên đế tử đã nhận ra sự cổ quái của không khí chung quanh trong lòng phương hành cũng thầm cảnh giác điều này càng khiến hắn kiên định muốn gặp thần chủ nếu thần chủ thật sự không có hỏi ý với đại xích thiên mình thực sự nên sớm đi gặp nàng ta để tránh nước ngập miếu long vương nhưng thần vượt quy củ xâm nghiêm thần chủ không chịu kiến hắn cho dù nói rách cả miệng cũng không thể gặp được nàng ta hiện tại đoàn người bọn họ trên trình độ nào đó mà nói kỳ thật đã bị giam lòng ở đây ngay cả lễ tiết quy củ bình thường thần tàu phó dịch đưa tới đan dược đồ ăn nước uống cũng có chút nghiêm nghị đối với bọn họ trước đây là một ngày đưa một lần hiện giờ lại hai ba ngày vẫn không thấy bóng dáng cho dù đến một lần cũng là vinh mặt hất hàm sai khiến lời nói bất thiện đã gây ra mấy hồi mâu thuẫn với người trong các mưu quân lộc tẩu ngại là đang ở thần vực chỉ có thể bảo chúng tiên thủ hạ cố nhịn cũng may chư tiên đều có tu vi trên người mấy năm không ăn không uống cũng không sao hơn nữa trong khô lâu thần cung của phương hành lại lưu trữ không ít tài nguyên không thật sự cần đan dược đồ ăn nước uống sinh linh thần tộc đưa tới sinh linh thần tộc đưa tới cũng chỉ là lễ tiết mà thôi nhưng ở một thời gian dài trong bầu không khí này vẫn khó tránh khỏi khiến người ta trong lòng cảm thấy không thoải mái nóng lòng nhất không ngoài phương hành hắn thật sự không muốn kéo dài nữa trong lòng đã mắng bà mẹ hờ mấy lần hiện tại vấn đề của tiểu manh nữ càng lúc càng nghiêm trọng cho dù phương hành không tiếp tiêu hao ngộ đạo tiên dược để bổ sung tiên lực cho nàng ta thân thể nàng ta vẫn xuất hiện hủ hóa trên diện tích lớn thần trí không rõ ràng lúc nào cũng nói những lời mê sảng liên tục gặp ác mộng một vị chính tiên như si nhi chiếu cố nàng ta cũng có chút quá sức mấu chốt là với trình độ tiêu hao hiện giờ của nàng ta tiên dược phương hành lấy được từ chỗ tứ đại chư hầu e là căn bản không chống đỡ được nàng ta căn bản giống như là một cái động không đáy liên tục tiêu hao những tiên dược quý giá này ngày lại ngày trôi qua thái độ của thần chủ khiến người ta không thể suy đoán chư vị thần vương lại lời chẳng muốn đăng môn loại cảm giác này giống như có một loại mây đen bao phủ trên đỉnh đầu tiệt đạo đạo đồ khiến người ta trong lòng nặng nề đạo chủ đã xảy ra chuyện rồi khi phương hành đã chờ tới lúc chút kiên nhẫn cuối cùng cũng sắp hết một ngày nào đó đám người lộc tẩu và văn tiên sinh vội vàng vào bái kiến sắc mặt vô cùng khó coi trầm giọng nói vừa rồi lúc điểm danh chúng ta có hai tên binh không thấy đâu không thấy phương hành nghe thấy những lời này thì hơi ngây ra một lúc vẫn không có phản ứng lộc tẩu sầm mặt gật đầu nói vừa rồi khi điểm danh phát hiện thiếu hai vị tiên binh chúng ta đã sai người đi tìm xung quanh các loại phương pháp đều dùng rồi kết quả lại sống không thấy người chết không thấy xác thật sự có chút kỳ quái người đang sống sờ sờ lại không thấy đâu nghe thấy lời nói của lộc tẩu phương hành cũng không nhịn được mà nhíu mày vẻ mặt vô cùng cổ quái bước nhanh ra ngoài điện liền thấy tiên binh tiên tướng dưới trướng đều tụ tập ở trước điện đang vẻ mặt ngưng trọng châu đầu ghé tai nói chuyện đám chúng tiên đứng ở hàng đầu nhìn thấy phương hành đi ra lập tức tới đón một tiên tướng mập mạp đứng dậy bẩm báo hai vị tiên tướng một người tên là tiểu điêu toàn một người tên là tiểu cổ quái đều là cấp dưới của ta vốn ta phái bọn họ ra ngoài điện tiến hành kiểm tra cấm chế phòng ngự chung quanh theo lệ dưới tình huống bình thường trước sau cũng chỉ mất chừng thời gian một chén trà không ngờ hai người này cho tới lúc điểm danh vẫn chưa về, ta dùng ngọc phù triệu hoán, không ai đáp ứng, cũng không cảm ứng được khí tức của bọn họ. Sau khi phát hiện không đúng, chúng ta lập tức phái người tìm kiếm khắp nơi, nhưng cho tới hiện tại vẫn không tìm được bất kỳ manh mối nào. Cái này cũng lạ thật. Sắc mặt Phương Hành có chút âm trầm, hắn có thể xác định hai người đó nhất định sẽ không bỏ trốn, dù sao khí tức của bọn họ đều ở trên tiệt đạo mệnh đồ mà mình tự tay luyện chế nhất định không thể đào thoát với bản sự của bọn họ cũng không thể nào chặt đứt liên hệ với mệnh đồ tất nhiên không thể làm ra chuyện phản bội như vậy bọn họ biến mất tất nhiên là xảy ra chuyện gì rồi các ngươi cứ về đi tiên tướng thì đi theo ta thấp giọng phân phó một câu phương hành liền xoay người tiên vào thần điện chiêu tiên xếp hàng theo vào lấy ra tiền đạo mệnh đồ phương hành nhìn nhìn khí tức bên trên liền thấy bên trên tên của hai gã tiên binh ánh sáng đã u ám không rõ hắn lại thổi một ngụm tiên khí lên trên, hai cái tên sáng lên một chút rồi lại trở nên ảm đạm, điều này lập tức khiến sắc mặt của hắn trở nên âm trầm, ngẩng đầu nhìn chung quanh. Một tia sát khí lóe lên trong mắt. Tình huống hiện tại của bọn họ rất không ổn, Phương Hành nói khẽ, sau đó không đợi tiên tướng khác lên tiếng, liền xoay người đi vào khô lâu thần cung. Bọn họ đã chết rồi, Phương Hành nói. Ngay cả hồn phách đều đã bị người ta cắn nuốt cái này nghe thấy vậy đám người lộc tẩu văn tiên sinh đều biến sắc các tiên tướng dưới trướng cũng lập tức kinh sợ vẻ mặt ai nấy đều trở nên hung ác trong miệng sát khí cuồn cuộn chết rồi là ai lớn mật như vậy dám giết tiền đạo đạo đồ ta đi đi tìm sinh linh thần tộc để hỏi cho rõ không chết được họ lại nổi giận ba trăm đạo đồ này lúc trước từ đồ phù thiên may mắn sống sót trong từng trận chém giết đã kết hạ tình cảm đồng vào thâm hậu bọn họ lúc trước cùng theo phương hành, quyết định sẽ cùng nhau lan lộn, coi như là vận mệnh cuối cùng cũng có chuyển cơ lớn, có cơ duyên lớn, một bước lên trời. Nhìn thấy hy vọng trường sinh bất tử, thậm chí nhìn thấy hy vọng thành tựu thái ất, lúc đang đường tiến rộng mở, sao lại chấp nhận để hai huynh đệ phải chết một cách không minh bạch. Phải biết rằng, lúc trước trình phạt thanh huyền thiên giới man hoang chi vực cũng không có một ai chết, khi ở loạn lưu hải đồ diệt hai ngàn xích tư quân, cũng chỉ có mấy người bị thương, ai ngờ giờ vừa tới thần vực, còn chưa đứng vững đã chết mất hai người. Đáng tiếc hai người này chỉ là tiên binh bình thường, nếu là 36 tiên tướng xảy ra vấn đề, ta còn có thể dùng pháp tắc phong ấn trong cơ thể bọn họ để xem bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, phương hành không nói gì, trong lòng sát khí như nước, âm trầm nghĩ. Hai người bán mạng cho ta, sao có thể chết một cách không minh bạch như vậy được, rốt cuộc là ai ám hại người của ta, lại có ý gì? Chẳng lẽ là thần chủ, nàng ta muốn động thủ với chúng ta. Hoan hỉ cắp mồm nghĩ tới một vấn đề, vẻ mặt khiếp sợ thốt lên. Trừ tiên cũng bỗng nhiên im lặng, không khí cực kỳ áp lực. Không thể là thần chủ, Phương Hành lập tức lắc đầu, trầm giọng nói. Hắn biết sao lưng chuyện này chắc không phải là thần chủ, nếu thần chủ muốn đối phó đến lưu điện hạ trong mắt thần tộc, vậy căn bản không cần phải phiền phức như vậy, chỉ cần ra lệnh một tiếng, một đám thần tộc ủa lên, mình chết chắc, nhưng nếu không phải thần chủ hạ lệnh, là ai đang âm thầm giờ trò quỷ. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, ta muốn xem bọn họ rốt cuộc đang ở đâu. Phương hành cúi đầu nói xong, xoay người đi vào khô lâu thần cung, sau đó tay cầm tiệt đạo mệnh đồ, tiến vào thức giới, lấy ra bại gia bút trần áp trong thức giới, lạc ấn trên mệnh đồ hay gã tiên binh đó lúc trước lưu lại bị hắn gầy ra, giống như mấy nét bút cô đơn, sau đó viết xuống mấy chữ hồn quy hồn. Thổ quy thổ, vào một thoáng này, Mấy đạo quang hoa lập tức hóa thành hai con nhạn nho nhỏ, vù vù vỗ cánh bay đi, Phương Hành mở thức giới thả chúng ra, sau đó liền đi theo sau lưng chúng, nhìn chúng bay ra khỏi thần điện. Đi tìm họ về đi. Mau mau đuổi theo đạo chủ. Lúc chúng tiên của Tiệt Đạo trong lòng đang đầy lừa giận, chỉ khổ không có chỗ phát tiết, không ngờ Phương Hành lại có thần thông này, có thể tìm được hai tiên tướng đã mất tích, sau khi hơi ngẩn ra lập tức đều đi theo. Mà bản thân Phương Hành thì theo sát phía sau hai con bọ đây là hắn mượn năng lực của bại gia bút lợi dụng pháp tắc trong thức giới của mình khiến lạc ấn của hai gã tiên binh lưu lại trên tề đạo mệnh đồ của hắn trở về bản năng căn nguyên chính là thủ đoạn của cảnh giới thái ất chỉ là thi triển thực sự rất khó khăn nếu không có bại gia bút bản thân hắn cũng rất khó thi triển được thành công này hiện tại cũng chỉ là thử một lần không biết rốt cuộc có thể dùng phương pháp này để tìm bọn họ hay không có điều dù sao cũng là người dưới tay mình bất kể có nắm chắc hay không tóm lại vẫn phải thử một lần ha ha không biết điện hạ vội vàng muốn đi đâu vừa ra khỏi thần điện chưa đi được bảy tám dặm liền có thân tộc sinh linh mặt mày tươi cười chạy ra đón hỏi không có thời gian để lải nhải với người, tránh ra tay áo phương hành phất một cái mấy sinh linh thần tộc đó bị hắt sang một bên vừa sợ vừa giận mà phương hành thì chẳng buồn liếc họ lấy một cái chỉ đi theo phía sau hai con bọ sau lưng hắn lại là ba trăm đạo đồ của tiệt đạo ai nấy một tấc cũng không rời đi qua đầu đều kinh động rất nhiều sinh linh thần tộc có người tò mò có người kính sợ từ xa mà nhìn vẻ mặt phức tạp chỉ trỏ cũng có người phát hiện không đúng sớm đã đi bẩm báo cho chư vị thần vương đi theo hai con bọ chư tiên bay sát đất chạy hơn trăm dặm đường liền đến bên rìa một hồ đen phạm vi chừng mười dặm bên trong có một ngọn núi màu đen hai con bọ bay thẳng tới ngọn núi màu đen đám người phương hành liền đạp hồ mà đi không bao lâu đã đến trước ngọn núi chỉ thấy ngọn núi đó cao chừng ngàn mét. Bên trên phủ đầy lỗ thủng giống như tổ ong. Phương hành quan sát động phủ này, đang muốn tiến vào, lại chợt nghe thấy ngọn núi này rung chuyển ầm ầm, không ngờ từ bên trong có một quái vật lớn chui ra, khi chăm chú nhìn, không ngờ là một sinh linh có bộ dạng như cá sấu khổng lồ, một thân tinh thiết, toàn thân đều tỏa ra một loại khí tức đáng sợ đầy mùi máu tanh. Trên đầu, ba con mắt đang nhìn lên không trung, sau khi ánh mắt đảo qua, tất cả tiên nhân đều cảm thấy cả kinh theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Vù, hai con bọ đó thấy nó, lập tức vui mừng, bay vòng quanh nó mấy vòng, sau đó chui vào trong cơ thể nó. Các người muốn làm gì? Cự ngạc, cá sấu khổng lồ đó lạnh lùng lên tiếng, nhưng cũng bị hai con bọ đó dọa cho giật này mình. Không sai, chính là nó, thấy một màn này, chúng tên sao còn không hiểu. Bọn họ đã từ trên người hai con bọ cảm ứng được khí tức của hai gã tiên binh mất tích biết đây đạo chủ thi triển thần thông tầm căn tố nguyên nào đó hai con bọ đó chỉ biết vị trí hải cốt của tiên binh trừ phi hai gã tiên binh đó bị đánh cho hồn phi phách tán hóa thành cho bụi chúng mới ngỡ ngàng không biết làm gì bay vòng quanh tại chỗ hiện giờ chúng bay thẳng tới hắc sơn này lại chui vào trong cơ thể cự ngạc này vậy có thể trực tiếp xác định hai gã tiên binh mất tích đó e là căn bản đang ở trong bụng cự ngạc này yêu nghiệt trả mạng cho đồng bào của ta phía sau phương hành Tiên tướng Hạ Khuê tính tình bạo liệt ánh mắt đỏ rực, nổi giận gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía cự ngạc, mà lúc này, Phương Hành cũng ánh mắt lạnh lùng, không hề có ý ngăn cản hắn. Lớn mật thật, khinh ngạc thần ta à. Sinh linh thần tộc bộ dạng cự ngạc đó thấy thế, cũng vừa sợ vừa giận, cái miệng khổng lồ há ra, phun ra nham thạch nóng chảy đầy trời, thiêu đỏ cả một mảng hư không, phun về phía thân hình của Hạ Khuê, Hạ Khuê đó thân hình lóe lên mấy lần, vòng ra phía sau nó liền muốn giơ kiếm định đâm. Tạm thời cứ bình tĩnh, đừng động võ. Lúc này, đột nhiên trên chín tầng trời, có một thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân hình vội vàng bay tới. Khi chư tiên ngẩng đầu nhìn, liền thấy đó rõ ràng là thông cổ thần vương đã mấy ngày không gặp, hắn là nghe nói phương hành xuất binh ra khỏi thần điện, tới thằng Hắc Sơn, liền dẫn theo hai gã thần tướng, vội vàng chạy tới đây, người còn ở trong không trung liền đã phất tay, từ trong tay áo hắn, không ngờ bay ra ba bóng đen ẩm một tiếng rơi xuống hồ đen không ngờ hóa thành ba thần tượng cực lớn một thân hắc giáp thân cao chừng trăm trượng một tượng tay cầm đại đao một tượng tay cầm búa lớn một tượng tay cầm kiếm bản to tách hai người ra ai đế tử điện hạ ngươi không ở trong thần điện chờ thần chủ triệu kiến lại chạy tới nơi này làm gì thần thông của thông cổ thần vương trấn nhếp chư tiên lại không có ý khoe khoang ngược lại cười khổ nhìn về phía phương hành thông cổ thần vương đến nhanh thật Phương Hành nhìn hắn một cái, bất động thanh sắc, bình tĩnh nói. Cũng tốt, bản đế tử đang có chuyện muốn bẩm báo với thần vương, nói xong, bất động thanh sắc, kể lại chuyện hai vị tiên binh biến mất. Ha ha, không thấy người à, thông cổ thần vương đó nghe thấy lời nói của Phương Hành, phản ứng lại nằm ngoài dự đoán mọi người, chỉ hơi ngạc nhiên một chút, liền cười nói. Lần này phải cẩn thận, đế tử điện hạ vẫn phải phân phó cho cấp dưới, thần vực không giống tiên giới, chư vị đừng chạy loạn. Người của chúng ta mất tích, nói chuyện tử tế với ngươi, ngươi lại nói với chúng ta những cánh ảnh à. Phản ứng của thông cổ thần vương lập tức chọc giận chư vị tiên tướng, ai nấy trong lòng thầm giận, chỉ là không tiện phát tác. Chuyện này thông cổ thần vương có phải nên điều tra một chút không, phương hành bất động thanh sắc, quả thực căn bản không giống đế lưu. Được, ta lát nữa sẽ sai người điều tra cho người, nếu có thể tìm được, sẽ dẫn về, thông cổ thần vương đáp ứng ngay, nhưng bất kể là ai cũng nhìn ra, hắn chỉ là qua quyết cho xong. Không thể tìm được nữa rồi, ta có biện pháp biết được sinh tử của bọn họ, thậm chí đã dùng thần hồn lạc ấn của bọn họ ở chỗ ta để tra tìm, tìm được hài cốt của bọn họ rồi, kết quả phát hiện hài cốt của bọn họ không ngờ ở trong bụng của vị bằng hữu thần tộc này. Phương hành không hề có biểu tình gì, chỉ ngẩng đầu, cố nén lửa giận, nhìn thông cổ thần vương bình tĩnh nói. Hà, thông cổ thần vương dường như có chút giật mình, một lúc sau liên tục đắp đầu cười nói. Đế tử có chứng cứ không? Hai dòng thần hồn đó chính là chứng cứ. Ờ, thần hồn ở đâu? Thông cổ thần vương nhìn nhìn xung quanh, bật cười. Bổn vương không thấy thần hồn gì cả. Người, chúng ta nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy, còn có thể nói dối à, nghe thấy những lời này, các tên tướng ở sau lương phương hành đã lòng đầy căm phẫn lớn tiếng quát to cái này thông cổ thần vương hơi do dự quay đầu hầm hầm nhìn cự ngạc đó ngươi có từng vô lễ với cấp dưới của đế tử điện hạ không cự ngạc đó nghe vậy cười lạnh một tiếng hung hoành nói ta một mực ngủ ở dưới chân núi vô lễ gì chứ chưa từng có hành động vô lễ nào cả vừa rồi ta chỉ là bỗng nhiên cảm giác được có sát khí di động cho rằng là địch tấn công cho nên mới vội vàng đi ra xem xét, liền nhìn thấy những người vô lễ này. Một tên chưa gì đã xông lên mắng ta ăn người của hắn rồi lập tức động thủ, thế không phải là khi dễ người ta à, vừa nói, cự ngạc đó vừa lộ ra vẻ cam giận, nói đến chỗ kích động, nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, nói. Cây còm chẳng có mấy cân thịt, xương thì cứng, tưởng ta thích ăn lắm à. Những lời này vừa được nói ra, không biết bao nhiêu người sắc mặt đều trở nên cổ quái, cái này xem như là phủ nhận hay là thừa nhận. Ai, giờ thì khó rồi, một người nói có, một người nói không có, thật sự khiến người ta rất đau đầu. Thông cổ thần vương lúc này lại cười khổ một tiếng, cười nói. Hiện tại có thể mở bụng của tên này ra, sợ là cũng không tìm thấy gì, chạy khúc nhất tộc bọn chúng nhục thân cường hãn, thần thông lợi hại, bất kể là ăn vào và gì cũng lập tức luyện hóa sạch sẽ, so với lò đan còn hiệu quả hơn, bằng không ta cũng có thể dùng thần thông để dò xét. Và lại, Trẻ khúc ngạc thần này ta cũng có quen biết, chính là thần tướng đã lập được công lao hãn mã dưới chứng thần chủ, trước nay luôn cẩn thận, cũng không biết nói dối, nếu đế tử điện hạ thực sự không có chứng cớ gì, vậy thì cũng không tiện chỉ trích. Không bằng thế này đi, ta dẫn thằng ôn này về để hỏi, nếu có thể phát hiện ra chứng cớ gì, nhất định sẽ đòi lại công đạo cho đế tử điện hạ. Gì cơ, nghe thấy vậy, chư tiên ở sau lưng phương hành ai nấy đều tức giận, vừa rồi có nhiều người như vậy nhìn thấy thần hồn quy nguyên, còn không thể làm chứng cớ à. Giết người người đền mạng, huống chi nó là ăn đồng bào của chúng ta, hà có thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Vốn phương hành thi triển thần thông, liền đã chứng minh cự ngạc đó chính là kẻ ăn thịt người, nhưng thông cổ thần vương này không ngờ còn nói không có chứng cớ gì, cuối cùng còn nói muốn dẫn nó về thẩm vấn, nhưng chỉ cần không phải là người mù, liền có thể nhìn ra hắn là đang miễn cưỡng cho xong. Nhưng đúng vào lúc này, chung quanh cũng có sinh linh thần tộc cười lạnh ha ha cái gì mà thần hồn quy nguyên chúng ta không nhìn thấy gì cả đúng chúng ta chỉ nhìn thấy đế tử điện hạ đột nhiên dẫn người chạy tới chỗ trạch khúc ngạc thần không có bằng chứng sao có thể một mực chắc chắn là ngạc thần giết người những sinh linh thần tộc này thái độ đối với tiên nhân có thể nói là vô cùng phức tạp trước đây đám người phương hành vừa tới thần vực bọn họ ai nấy cũng vừa sợ vừa kính nhưng vừa qua có mấy ngày không ngờ lại trở nên lãnh ngạo tàn nhẫn lúc này càng giống như như là vui sướng khi người khác gặp họa ai nấy cố ý bỏ đá xuống giếng thậm chí còn có người đùa cợt tránh ở tít đằng xa ngươi một câu ta một lời ha ha điện hạ vẫn phải cẩn thận một chút ở thân vực chúng ta có rất nhiều sinh linh không có học cảm với tiên nhân cũng có một số người thích cắn nuốt tiên nhân biết làm sao được không biết có bao nhiêu sinh linh thần tộc Tộc địa sinh tồn vô số năm đều bị tiên nhân các người lấy đi, đủ loại tài nguyên dùng để duy trì sự sống và tu hành cũng bị tiên nhân các người chiếm giữ, bọn họ luôn muốn được bao bục mà. Vị thông cổ thần vương kia cũng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ bất đắc dĩ, mỉm cười nói. Đế tử điện hạ đi dư tới thần vực, từ dưng mất hai gã tiên binh, chuyện này bổn vương không thể không để ý tới, tất sẽ tận lực điều tra rõ ràng cho người, có điều cũng không thể giới tình huống không có bất kỳ chứng cớ gì mà nói số người có công của thần tộc ta chứ điện hạ nghe ta nói một lời hay là đi về trước đi thăng ôn này ta sẽ dẫn đi nếu thẩm tra ra kết quả nhất định sẽ cho đến tử một câu trả lời điện hạ cũng đừng nôn nóng chỉ là hai tiên binh thôi mà có gì mà gấp chứ ta nghĩ điện hạ cũng không phải là người nhỏ nhen không thể vì hai tiểu binh mà làm hỏng đại sự đi dưới chứ thông cổ thần vương nói xong tựa cười mà như không phải cười nhìn phương hành không quan trọng. Ý của ngươi là việc này cứ như vậy bỏ qua à? Đồng bào của chúng ta há có thể chết oan cuồng như vậy? Thái độ của thông cổ thần vương thật sự khiến chư tiên của tiệt đạo khó có thể nhịn nổi, mồm năm miệng người kêu la. Vị thần vương này cũng là nhân tinh, ăn nói cẩn thận, không lộ ra một chút sơ hở nào, hắn cũng không nói không giúp phương hành điều tra, chỉ nói là chứng cớ không đủ, không thể vội vàng kết luận, cần dẫn người về để điều tra, chỉ là sau khi dẫn về rốt cuộc có điều tra hay không, hay điều tra thế nào thì đó chính. Là do hắn định đoạt, nếu không phải người mù đều nhìn ra vẻ qua loa tắc trách của hắn, nếu cự ngạc này thật sự bị hắn dẫn đi, vậy chỉ sợ cho dù đám người phương hành có lật tung cả thần vực này lên cũng không thể tìm được hắn, các tiệt đạo tiên tướng đều là nhân tinh, am hiểu những thủ đoạn nham hiểm này hơn. Bất kỳ ai, sao có thể không rõ những khuất tất trong đây, cũng có người tất nhiên bị chọc giận, cầm vẫn khó yên, nhưng phần lớn lại trầm mặc, bi ai nhìn phương hành trong mấy câu nói cuối cùng của thông cổ thần vương ý tứ cảnh cáo đã vô cùng rõ ràng là đang nói với phương hành không thể vì sinh tử của hai gã tiên binh mà làm hỏng chuyến đi xứ tới thần vực này của hắn không thể không thừa nhận lời này vẫn có chút đạo lý mà phương hành lúc này sắc mặt lại bình tĩnh vô cùng nghe thấy những lời bất âm bất dương của thông cổ thần vương phương hành vẫn mặt trầm như nước giống như không nghe thấy trầm mặc một lúc hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía thông cổ thần vương thản nhiên nói ta muốn gặp thần chủ thông cổ thần vương lập tức lắc đầu cuối cùng lên tiếng lão nhân gia chưa lên tiếng ngươi không thể gặp nàng ta phương hành nhớn mày vậy nếu ta có việc muốn bẩm báo thì sao thông cổ thần vương chắp tay giờ lại cao mỉm cười nói tiểu vương có thể chuyển lời thay phương hành không nói gì nhìn thông cổ thần vương mà không biểu tình hai vị thần tướng sau lưng thông cổ thần vương thì ngửa mặt lên trời cười to giống như tâm tình đang cực kỳ sung sướng. Tiệt đạo đạo đồ ở chung quanh lúc này đã đỏ mắt, vô cùng tức giận. Nếu không có chuyện gì khác, tiểu vương xin cáo lui, vị thông cổ thần vương kia cười phong đạm vân khinh, rất là hòa ái nói. Đến tử điện hạ hay là mau mau về thần điện đi, trông coi thủ hạ, đừng để họ chạy loạn, dù sao tiên nhân ở trong hoàn vũ hoành hành ngang ngược, kết thủ thực sự không ít, bổn vương cũng khó bảo vệ được các người chu toàn, nếu lại xảy ra bất ngờ gì, sẽ khiến tiểu vương khó xử hay là kiên nhẫn ở trong thần điện chờ thần chủ triệu kiến trở về phục mệnh là tốt nhất nói xong ánh mắt đảo qua chư tiên lại nhìn phương hành rồi chắp tay sau đó nghênh ngang bỏ đi khà khà cha thì cha dù sao ta cũng chưa no hai kẻ gầy như quần ăn không no bụng cự ngạc đó lại đắc ý bật cười khà khà ánh mắt lướt qua trên người chúng tiên ở sau lưng phương hành liếm liếm môi lộ ra vẻ tham lam rồi đắc ý rào rạt đi theo thông cổ thần vương, cái đuôi to vung vẩy, giống như là đang vẫy tay với mọi người, mà thần tộc sinh linh ở chung quanh dường như cũng được chuyện này kích. Phát đảm lượng, ai nấy vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng nhìn cự ngạc đó, vẻ sùng bái trong ánh mắt khó có thể hình dung, giống như cự ngạc này đã trở thành hình tượng đại anh hùng trong cảm nhận của bọn họ vậy. Ngạc thần đúng là hung hãn, không ngờ làm ra chuyện cỡ này. Tên gia hỏa cứng đầu cứng cổ này không ngờ lại có khí anh hùng như vậy thực sự khiến ta phải nhìn với cặp mắt khác. Hừ, hiện tại xem ra, những tiên nhân này cũng chẳng có gì là hay. Lúc trước tộc địa của tộc ta bị tiên nhân xâm nhập, lĩnh vực bị chiếm, tài nguyên bị đoạt, tông nhân hoặc bị xua đuổi hoặc bị bắt làm tiên nô, đường đường là đại tộc mà hiện giờ phải lưu lạc trong tinh vực, tông nhân điêu linh, thủ này là không đợi trời chung, ngay sau ta cũng phải bắt hai tiên nhân đến thử mới được. Tiếng nghị luận rất nhổ đã vang lên trong đám người, không biết bao nhiêu sinh linh thần tộc trước kia khi nhìn về phía đám phương hành với ánh mắt kính sợ cho dù trong lòng có hận ý vô cùng cũng chỉ dám chôn sâu trong lòng vào lúc này không ngờ cũng dám hướng ánh mắt hận thù về phía bọn họ thậm chí có vô số ánh mắt đều nhìn về phía những tiên binh với vẻ nóng lòng muốn thử khát máu đáng sợ âm u như quỷ đạo chủ chúng ta lộc tẩu thấp giọng hỏi các trường tiên khác đều nhìn về phía phương hành vẻ mặt đều cố nén tức giận lúc này nhìn thấy thông cổ thần vương dẫn theo ngạc thần nghênh ngang mà đi, lửa giận trong lòng bọn họ chỉ càng tăng thêm. Bọn họ không ai ngờ rằng, phương pháp xử lý của thông cổ thần vương này lại nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, thậm chí là khinh thường, loại cảm giác đó, giống như là đang nói, hai gã tên đình đó chết căn bản là đáng đời, thậm chí về sau còn có thể có nhiều người hơn phải chết, càng khiến bọn họ tức giận. Thân là cấp dưới của đế tử, bọn họ tất nhiên hy vọng phương hành sẽ vì việc này mà làm chủ, chỉ có điều lại không ai nói ra được, tuy vừa rồi có ẩm ĩ vài câu nhưng với kiến thức của bọn họ sao có thể không hiểu được tình cảnh hiện giờ dù sao bọn họ là làm tin sứ tới thần vực này dù sao nơi này cũng chính là lĩnh vực của sinh linh thần tộc số lượng khổng lồ cao thủ nhiều như mây còn có thần chủ danh chấn tam thập tam thiên nếu đổi họ là đế tử bọn họ sẽ làm gì người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu chẳng lẽ có thể vì hai tiên binh còn chưa phải là chính tiên mà đại náo thần vực sao nói nhỏ thì sẽ hủy đại kế liên minh của tử huyền tiên soái và thần chủ nói lớn thì nếu thực sự động thủ, e là mạng nhỏ cũng khó vào toàn. Những đạo lý này bọn họ biết, cho nên tuy cảm thấy uất nghẹn phẫn uất, nhưng lại không mở miệng thúc giục phương hành làm gì, mà vị thông cổ thần vương kia rõ ràng cũng đoán được bọn họ chừng nốt xuống cục tức này thì không có lựa chọn nào khác. Đợi đã. Nhưng cũng ngay khi hắn sắp bước chân ra khỏi cửa, sau lưng bỗng nhiên vang lên thanh âm của phương hành. Lúc này phương hành đầu hơi cúi xuống, tựa hồ là đang cân nhắc gì đó, hoặc như là đang ẩn tàng gì đó không để người ta nhìn thấy mặt hắn, hắn chỉ nhẹ nhàng bước về phía trước, lên tiếng. Người có phải là cảm thấy, người của ta chết thì chết, ở địa bàn của sinh linh thần tộc các người, ta cho dù không cam lòng thì vẫn phải nín nhịn, không dám đòi lại công đạo cho bọn họ. Nghe thấy những lời này, chư thần chư tiên ở chung quanh đều trong lòng khẽ động, tất cả tiếng ồn ào đều ngừng lại. Hư không lặng ngắt, nhất thời không ai lên tiếng trả lời, tất cả ánh mắt đều hướng về phía phương hành, thông cổ thần vương cũng có chút kinh ngạc, cười nhạt nói ha ha đế tử điện hạ dù sao cũng là đại dích thiên tiên sứ đi sứ thần vực có trọng trách trong người chuyện mà ầm ĩ thì cũng khó thu xếp đối với mọi người đều không có lợi ích gì ngươi nói có phải không hắn lúc này ánh mắt không ngờ mang theo một chút khinh miệt lộ ra nguyên hình cho tới lúc này trong lòng hắn vẫn vô cùng khinh thường đối phương cục diện trước mắt không nghi ngờ gì nữa vị đế tử này càng dây dưa thì mặt mũi càng khó coi đúng mà phương hành sau khi nghe thấy lời nói đó của hắn, cũng nhẹ nhàng gật đầu một cái, trên mặt bắt đầu có nét cười, giống như đã tính toán xong. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nghe nói thần chủ vốn vô cùng không hài lòng với chúng ta, còn xảy ra nhiều chuyện thì càng không tốt, đường đường là đế tử, thân có trọng trách đi dưới thần vực, vì hoàn thành nhiệm vụ, chịu chút ủy khuất, nén chút lửa giận cũng là điều nên làm. Sinh linh thần tộc ở chung quanh nghe thấy những lời này đều mặt lộ vẻ vui mừng, ánh mắt hung hoành khinh miệt, mà các tên tướng ở sau lưng phương hành thì sắc mặt càng trở nên khó coi hơn. Nhưng vấn đề là ở chỗ. Thanh âm của phương hành bỗng nhiên cao hơn, nói đến đây liền cười sáng ngạn. Lúc nói, bên tai hắn không biết từ khi nào xuất hiện một tiết kiếm quang, kiếm quang hư vô mở mịt, biến hóa linh động, không thể nắm bắt, quỷ dị nhất là lúc nó xuất hiện, trên người phương hành căn bản không có bất kỳ tiên uy nào dao động, nói cách khác. Không ai cảm giác được trên người hắn đang vận chuyển pháp lực, nhưng đạo, kiếm quang đó vẫn xuất hiện đột ngột như vậy, theo một câu cuối cùng của phương hành ra khỏi miệng, kiếm quang đột nhiên vẽ ra một đạo ánh sáng chói mắt, phù một tiếng, chém ra ngoài, kiếm quang không dấu vết, lại hung uy khó dò, khó có thể hình dung, thiên ý kiếm quang, trăm người như thiên ý. Đây là loại thần thông nào? Vị thông cổ thần vương kia cũng không phải cảnh ngốc, đã sớm âm thầm lưu ý để tránh bị phương hành ám toán, nhưng lúc kiếm quang này xuất hiện, vẫn lắp bắp kinh hãi một đạo kiếm quang này xuất hiện hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của hắn trong lòng lại cảm giác được sự hung hiểm đáng sợ theo bản năng gầm lên một tiếng đột nhiên mười ngón tay xòe ra giống như đánh đàn gõ loạn trong không trung thân hình vội vàng thối lui ở trước người hắn cũng đã xuất hiện bảy hài cốt đen xì hung dữ ngập trời ai nấy tay cầm pháp bảo cản ở trước kiếm quang kiếm quang đó không ngờ có một loại ý chí vô kiên bất tồi liên tục chạm bốn hài cốt giống như cắt đậu hủ hơn nữa sau khi chém qua hải cốt đó trực tiếp hóa thành cho bụi, pháp tắc bên trong thoát phá, trực tiếp biến mất trong thiên địa. Sao lại đáng sợ thế? Thông cổ thần vương thấy một màn này, sợ tới ánh mắt cũng biến đổi, thất thanh kêu to, có điều đạo kiếm quang đó sau khi chặt đứt bốn hải cốt, lực lượng hết sạch, biến mất trong không trung. nhưng lúc này, thông cổ thần vương ít nhất cũng đã nương ra trên dưới một trăm dặm. Hắn lòng còn sợ hãi, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, thầm kêu. Không ổn mục tiêu của vị đế tử kia căn bản không phải là hắn một đạo kiếm quang sau khi bước lui hắn đế lưu đã thong dòng bước lên giống như bước lên thang trời chỉ một bước đã đến trên đỉnh đầu của cự ngạc màu đen sau đó ngồi xổm giữa không trung trong tay xuất hiện một thanh đại đao hình người đáng sợ chính là khi thiên phách đao hung uy khó lường danh chấn thần tộc ta cũng không phải là người sợ phiền phức cho tới lúc này nửa câu sau của hắn mới được nói ra ánh mắt hung ác điên cuồng trong lòng có lửa giận điên cuồng thiêu đốt